Thế mình Vinh Đỗ đấy. Vâng, chào anh. Bạn Bằng, chào mọi người. Bây giờ tôi phản biện lại cái anh khách mời Dũng Võ đấy. Tôi biện như thế này. Nói về cái ngày thương binh liệt sĩ, kể cả chống Pháp, chống Mỹ, chống Trung Quốc đều có ngày, và Đảng và Chính phủ Nhà nước Nhân dân Việt Nam đều lấy một ngày là ngày 27 tháng 7, tức là ngày thương binh liệt sĩ, và có cả một cái tượng, có một cái chỗ mà để người ta thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở trước cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối diện với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu như ai mà muốn tôn vinh các anh hùng liệt sĩ thì đến đó. Thứ hai nữa, nếu như ai mà muốn làm lễ tưởng niệm của các anh hùng gạc ma thì xin mời vào Khánh Hòa. Ở đó cũng có một cái địa điểm để người ta tôn vinh những cái chiến sĩ gạc ma. Cái đó là tôi chỉ để cho mọi người đấy, chứ không phải là mang ra tượng Lý Thái Tổ để mà thắp hương ở đó. Đấy là chỉ nhằm một mục đích coi như là bôi bác và xuyên tạc thôi. Đây là tôi trả chúng lời chúng rất ngắn cái gọn. mục đích của chúng nó kiếm Và tiền, thứ tôi ba nữa nói là chào cái nó vấn sẽ đề không về vâng. khách mời vừa rồi nó nói là Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam hèn với giặc, là không phải. Ở chỗ là nó lấy dẫn chứng là lẽ ra Đảng Cộng sản Việt Nam là phải kiện nó, như là kiện như Philippines đã kiện ra Liên Hợp Quốc. Thì tôi trả lời với nó rằng Philippines không có cái quyền hành gì ở trên Biển Đông và ở trên cái quần đảo Trường Sa, mà tất cả các đảo Trường Sa là của Việt Nam. Bây giờ nó gán cho là Philippines coi như kiện ra thế giới. Philippines kiện nó cũng có một cái, nó có một cái vấn đề là nó muốn tôn cái khu vực mà nó chiếm lĩnh ở trên cái quần đảo Trường Sa của Việt Nam là đất của nó, cho nên nó mới đưa ra cái vấn đề nó kiện ra quốc tế thôi. Chứ còn nếu như mà coi như kiện, nếu mà kiện là phải là Đảng Cộng sản Việt Nam kiện và là người dân Việt Nam kiện, và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam, bây giờ nó lại gán cho Philippines. Như vậy là cái bọn Việt Nam Cộng hòa ba que rẻ rách này nó lại muốn bán nước một lần nữa, tức là nó đang muốn bán quần đảo Trường Sa cho Philippines đó. Cho nên các bạn đừng có coi như tin vào những cái bọn mà tuyên truyền rất là mất dạy này. Đấy, nó chỉ một cái chuyện như thế thôi, nhưng mà nó ngu, là ngu toàn tập luôn, không có hiểu hiểu một cái gì. Bây giờ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nó lên diễn đàn hôm vừa rồi tôi xem, có một cái diễn đàn, có một cái thằng nó bảo là máy bay của Bắc Việt coi như lên trên lên trên nấp ở đám mây tắt máy để chờ coi như là máy bay của Mỹ tới để coi như bắn. Đúng là ngu toàn tập luôn. Bây giờ máy bay mà tắt máy thì nó rơi mẹ nó xuống, chứ còn đâu nữa mà máy. Bây giờ người ta ném một hòn đá lên trên trời, dứt khoát là cái hòn đá đó nó sẽ rơi về trái đất. Thế bây giờ máy bay mà coi như tắt máy ở trên trời thì nó chỉ có rơi về trái đất thôi, chứ làm sao mà coi như là nấp ở đó để mà chờ máy bay Mỹ mà đánh được. Chúng nó ngu, ngu toàn tập, mà ngu một cách coi như là không thể có một cái gì, kể cả về thực tế lẫn khoa học, coi như không có một cái gì để mà nói với cái bọn ba que này. Cho nên dù có nói với bọn ba que này thì cũng coi như là khác gì nói với đông đất còn hơn, bởi vì là chúng nó quá ngu. Bây giờ cái quần đảo Trường Sa là của Việt Nam, Philippines kiện ra Liên Hợp Quốc, thế chẳng qua là để cái nhằm một mục đích, cái âm mưu của Philippines là cũng muốn tranh giành cái quần đảo Trường Sa, những cái đảo mà đang hiện nay Philippines đang kiểm soát ở trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, mà quần đảo đó là của Trường Sa là của Việt Nam. Bây giờ nó lại bảo là phải theo gương Philippines để kiện. Kiện cái gì? Kiện cái Trung Quốc nó có chấp nhận đâu mà đòi kiện. Mà kiện kiện như thế để giải quyết vấn đề gì? Quần đảo Trường Sa là của Việt Nam, chúng ta đã khẳng định cái vấn đề chủ quyền là như vậy, mà bây giờ nó lại muốn bán, nó muốn bán coi như là đất của Việt Nam cho Philippines nữa hay sao, mà coi như là nó đưa ra cái vấn đề là phải theo gương coi như là kiện của Philippines. Mà trong khi đó thì cái bọn Trung Quốc ấy, Philippines nó kiện ra là tòa án quốc tế, nhưng mà kiện thì chỉ là kiện một, ra tòa là phải có cả hai, tức là phải có Trung Quốc và có cả Philippines coi như là tham gia tranh tụng, thì nó mới đấy mới là gọi là một vụ kiện. Đây kiện theo cái kiểu coi như là kiện một người, chỉ có đứng một mình nói và một mình nghe,
và coi như mấy cái ông coi như tòa án quốc tế đó chả giải quyết được vấn đề gì mà Việt Nam kiện cái kiểu đó. Thế cho nên là cái vấn đề, vâng, anh nói tiếp đi. Em trả lời như thế này về vấn đề ngoại giao thì em nói với anh và tất cả mọi người, trước khi mình làm một cái chuyện gì đó về ngoại giao mình phải đưa bàn cân, đúng không? Những cái lợi cái hại như thế nào thì mình mới làm. Chứ còn bây giờ ví dụ mình như Việt Nam kiện chẳng hạn thì mình đưa bàn cân thấy mình coi như là cũng gần như là toàn tập nó lợi, cái lợi thì ít mà cái hại thì nhiều. Đấy, đấy là cái vấn đề ngoại giao, em chỉ là nói một cái vấn đề gọi là ý cái anh và tất cả các bạn hiểu. Nên mời Vâng, em. cho nên mình nói thêm là cái luận điệu này là luận điệu chúng nó lại muốn bán coi như là quần đảo Trường Sa của Việt Nam coi như cho Philippines một lần nữa. Nó cũng giống như là chúng nó đã bán coi như cái miền Nam Việt Nam cho đế quốc Mỹ, nhưng mà không thành. Chúng ta đã đánh coi như là chúng nó đuổi chúng nó ra khỏi cái đất nước này rồi. Cho nên nói bây giờ phải phải nói thẳng ra một điều rằng nói với cái bọn ba que này coi như cực kỳ nó là ngu, mà nó không hiểu gì cái gì về sâu xa về cái đường lối. Còn cái chuyện tàu lạ thì tôi giải thích với mọi người đúng như là anh Phụng nên nói đó, là ở ngoài biển đâu có phải chỉ một 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 mình tàu của Việt Nam, tàu của Trung Quốc hoặc tàu của nước nào đâu. Bây giờ phải nói như thế. Thế có những cái tàu của cướp biển nó chả coi như mang cờ của nước nào cả, nó cũng vào để nó cướp tàu cá Việt Nam, hoặc là tàu dầu Việt Nam, hoặc tàu chở đồ của Việt Nam. Vậy coi như bây giờ coi như kiện Trung Quốc nó phải có chứng cớ, nó phải có bằng chứng rõ ràng, chứ không phải còn ở đây mà nói nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam không coi như là hèn với giặc. Ở chỗ là ví dụ như anh Bằng đã nói đúng rồi, coi như là Trung Quốc kéo cái giàn khoan 981 vào trong địa phận của Việt Nam, tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam cũng vẫn ra coi như ngăn cản rồi đủ các cái, mà trên thực tế là cả thế giới này người ta đã công nhận bằng hình ảnh và bằng âm thanh rõ ràng, chứ không phải là như vậy. Không phải là cứ hơi một tí một cái chuyện gì rất là nhỏ coi như cũng 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 mang ra để kiện những cái chuyện đó. Những chuyện đó làm rất là vô lý. Khi mà đã có bằng chứng rõ ràng thì Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam có sẵn sàng kiện, chứ không có cái gì mà phải sợ mà phải hèn. Còn bây giờ phải nói thẳng ra, nếu như mà chúng ta nổ súng trước thì lập tức coi như cả thế giới này người ta không ủng hộ chúng ta. Và bây giờ nếu như mà Trung Quốc coi như mà nổ súng trước hoặc là làm bất kỳ một cái gì có một cái hành động lăn le xâm lược đất nước Việt Nam này, dứt khoát là không phải chỉ Thì thôi anh riêng Việt Vinh ơi, Nam. nói nhá, thằng Trần Xúc nhá, mày không bao giờ mày có cửa mày lên, lên đây đúng không? Mày thì tao nghe tất cả những cái clip của mày rồi, nói chung là mày đừng bao giờ để mong tao mời mày lên, cứ ngồi dưới đây đi nghe những người dân người ta nói. Xin mời anh Vinh. Vâng, vậy là như vậy là tôi đã nói như vậy là nếu mà chúng ta coi như khiêu khích hoặc chúng ta làm bất kỳ một cái gì mà nhằm bọn Trung Quốc nó có lấn vào biển của nước ta hoặc là chúng nó có đâm vào cái tàu cá chúng ta, nó cũng chỉ nhằm một mục đích, nó chỉ nhằm một mục đích là chúng ta nổ súng trước. Còn nếu như chúng ta nổ súng trước thì đương nhiên coi như là đấy là một điều rất vô lý, mà đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là coi như là giải quyết trên tinh thần là hòa bình, chứ không phải là bằng vũ lực hoặc là bằng chiến tranh. Cho chúng ta phản đối là trên tinh thần là có phải được sự ủng hộ của coi như cả cộng đồng thế giới này, chứ không phải là chỉ có chúng ta nói chuyện với Trung Quốc không hoặc là Trung Quốc nói chuyện với ta. Cho nên là cái này đấy là một cái đường lối ngoại giao rất là đúng đắn của Đảng và Cộng sản Việt Nam và nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy là tôi cũng chỉ muốn là phản biện lại cái thằng Rồi, Dũng rồi đó, xin khách xin mời này xin thôi. rồi Vâng. xin xin cảm ơn anh. Vâng. Vâng, thế mà Rồi, bạn nào muốn lên để kết cái chương trình này?